Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 4. Viết hàm tính tổng các số âm trong mạng một chiều của các cái số nguyên. Ví dụ ở đây mình đưa ra một cái mạng một chiều có 3 phần tử trừ 1, trừ 4, 7. Thì lúc đó cái tổng S số âm nó sẽ bằng trừ 1 này cộng cho trừ 4 đúng không ạ? Vì trừ 1 và trừ 4 là những cái phần tử âm của cái mạng một chiều này, cho nên là cái tổng S lúc này thì nó sẽ bằng tổng của trừ 1 cộng trừ 4 tức bằng trừ 5 đúng không ạ? Rồi, thì đó là cái yêu cầu của bài toán. Và để thuật toán để giải bài toán này thì chúng ta cần phải tìm được cái phần tử âm của cái mạng đó và sau đó cộng chúng lại đúng không ạ? Đấy. Thì làm sao để làm như vậy? Thì mình cần phải so sánh những cái phần tử của cái mạng một chiều đó với không. Nếu như mà nó mà bé hơn không thì chúng ta lấy cái phần tử đó cộng lại những cái phần tử đó cộng lại với nhau thì nó sẽ ra cái tốc, đúng không ạ? Rồi mình sẽ đi vào giải chi tiết, đúng không ạ? Rồi đầu tiên cũng như những cái chương trình khác thì mình cũng phải khai báo một số cái thư viện cho nó, Studio, Corneo, và sau đó mình sẽ định nghĩa một cái mark có độ dài là 100, có số phần tử đấy là 100 đấy. Rồi sau đó sẽ là những cái hàm nhập mạng, xuất mạng và cái hàm tính tốc. Và sau đó cuối cùng là sẽ vào cái hàm main. Và trong cái hàm nhập mạng này thì mình sử dụng một câu lệnh do while để nhập mạng. Ở đây sau khi mình đã nhập những cái số phần tử của mạng thì mình phải kiểm tra xem cái số phần tử đó đúng hay sai, tức là nó âm, nó đã lớn hơn không chưa, hay là nó đã bé hơn cái giá trị max này chưa, đúng không ạ? Đấy. Và đây mình sẽ dùng cái câu lệnh if, nếu như mà cái số phần tử đó mà nó mà bé hơn không hoặc là nó lớn hơn cái giá trị max mà ban đầu mình đã định nghĩa cho nó đấy thì chúng nó yêu cầu mình phải nhập lại, đúng không ạ? Và sau đó sử dụng một cái vòng lặp for để in để cho các bạn có thể nhập từng giá trị của max đấy. Và sau đó khi đã nhập mạng xong thì chúng ta đi vào cái hàm xuất mạng. Cái hàm xuất mạng thì nó rất là đơn giản. Các bạn cũng là một cái void này, xuất mạng này, tên của cái hàm đó là xuất mạng, và in the a giống như cái hàm nhập mạng luôn đấy, in the n này. Và sử dụng một cái vòng lặp for. Trong cái vòng lặp for này mình sử dụng một cái biến chạy y, chạy từ y cho đến bé n và y cộng cộng đấy, và sau đó sẽ in ra lần lượt các giá trị của mạng. Đấy. Sau khi đã xuất mạng thì chúng ta đi vào cái hàm tính tổng. Cái hàm tính tổng này thì nó rất là đơn giản, thuật toán nó đơn giản. Tức là gì? Ban đầu mình khai báo cho cái tổng ban đầu nó bằng không, đúng không ạ? Đấy. Vì ban đầu mình chưa có gì, đúng không ạ? Thì đương nhiên cái tổng của nó sẽ bằng không, và sau đó sử dụng một cái vòng lặp for. Đấy. Vòng lặp for mục đích của nó là nó sẽ đi đến từng cái giá trị của cái phần tử mạng, và sau đó nó sẽ so sánh từng cái giá trị phần tử đó với cái không, cái giá trị sống này. Nếu như mà cái giá trị của phần tử mạng mà nhỏ hơn không thì nó sẽ lúc này nó sẽ tính cái biến tổng này sẽ bằng cái tổng ban đầu cộng cho cái giá trị đó. Đấy. Và nó cứ làm như vậy, cứ làm như vậy. Thì cuối cùng thì mình sẽ trả về cái giá trị là tổng, là gì của biến tổng này. Đó. Tức là cái hàm tính tổng này nó sẽ trả về cái giá trị là tổng này. Và sau đó mình sẽ đi vào cái hàm main. Trong cái hàm main này thì mình sẽ làm gì? Trong hàm main này thì mình sẽ phải khai báo cái biến
số phần tử của mạng là n, và kích thước cũng như là một cái mạng A với cái số phần tử không quá 100 vào cái mạng này mà lúc đầu mình đã định nghĩa ở đây rồi đấy. Rồi sau đó sẽ gọi cái hàm nhập mạng và xuất mạng lên, và sau đó sẽ khai báo một cái biến tổng. Tổng tổng ở đây sẽ bằng cái giá trị của cái hàm tính tổng đây. Đấy. Và sau đó sẽ in ra tổng các số âm của mạng là phần trăm D và tổng đó. Cái phần trăm D này cũng đơn giản vì tổng của nó là đương nhiên tổng của những cái số nguyên thì đương nhiên nó sẽ là một số nguyên đúng không ạ? Đấy. Và sau đó get và return. Đó. Rồi sau đây mình sẽ chạy cái chương trình này cho các bạn xem. Đúng ạ. Ở đây mình ví dụ mình nhập số phần tử là 4 nè. À, mình sẽ nhập những cái số bất kỳ, số nguyên bất kỳ. Đấy. Thì ở đây mình nhập số phần tử mạng là 4. Phần tử đầu tiên là -1. Phần tử tiếp theo là -2, 4 và 8. Thì như các bạn đã thấy thì trong cái mạng này thì có hai giá trị âm là -1 và -2 đúng không ạ? Thì tổng các số âm của trong mạng nó sẽ là -1 cộng -2 thì đương nhiên nó sẽ bằng -3 đúng không ạ? Đấy. Trên đây là cái bài tập viết hàm tính tổng các số âm trong mạng một chiều, các số nguyên. Thì với các cái tổng các số chẵn hay là tổng các số lẻ hay tổng các số dương thì nó cũng tương tự như cái bài tập này. Các bạn chỉ cần thay một số cái cách tính ở trong cái hàm tính tổng hoặc hay là tính hiểu hay là tính gì đấy thì nó sẽ ra được kết quả. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.